Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hộp thư truyền hình pháp luật có nhận được đơn cầu cứu của bà Nguyễn Kim Loan, ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, liên quan đến một số giấy tờ đất đai của gia đình bà do chính quyền huyện Lấp Vò cấp có nhiều dấu hiệu sai sót, khiến cho gia đình bà gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác nhận quyền sử dụng đất. Cũng vì vấn đề đó mà nay gia đình bà Loan đứng trước nguy cơ mất đất, mất luôn cả lối đi vào nhà. Theo hồ sơ, ngày 10 tháng 9 năm 2004, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Dư Thị Bảy đối với 1.000 mét vuông đất và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Sáu với lý do vợ chết, chồng tiếp tục sử dụng. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà trước đó, ngày 1 tháng 9, hộ ông Sáu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với phần đất trên. Trở trêu hơn nữa là giấy chứng nhận này còn cập nhật biến động với nội dung chuyển cho ông Sáu hết diện tích theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò ngày 10 tháng 9 năm 2004. Tức, đất bất ngờ chuyển sang quyền sử dụng của chỉ riêng cá nhân ông Sáu mà không còn thuộc quyền sử dụng của hộ như quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò đã ban hành. Và theo những người con của ông thì họ hoàn toàn không có ký bất kỳ văn bản nào đồng ý chuyển cho cá nhân ông Sáu. Nhưng điều cần phải làm rõ ở đây là tại sao lại tồn tại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Sáu cấp vào ngày 1 tháng 9 năm 2004, trong khi phần đất này vẫn đang được bà Dư Thị Bảy đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa bị thu hồi. Có hay không, việc cùng một mảnh đất nhưng lại được cấp hai giấy chứng nhận ở cùng một thời điểm. Với những sai sót không biết vô tình hay cố ý đã khiến nhiều thành viên trong gia đình ông Sáu mất đi quyền lợi hợp pháp đối với mảnh đất này. Rồi, đất này, nguồn gốc này là của ông ngoại, bà ngoại chị hồi xưa, để lại thời điểm năm 93. Rồi sau khi ngoại chị chết, có để lại cho mẹ chị là bà Dư Thị Bảy. Làm mẹ chị năm 2003 mất, để lại cho hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Sáu là ba chị. Không chỉ dừng lại ở đó, ngày 25 tháng 9 năm 2006, ông Sáu có đơn xin tách thửa đất. Đến ngày 6 tháng 10, thửa đất của ông chính thức được tách thành hai thửa 1017 và thửa 1018. Nhưng trước đó gần 20 ngày, ông Sáu đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa 1017 cho vợ chồng ông Trần Văn Lộc với giá 50 triệu đồng và được Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Trung chứng thực. Dư luận không khỏi ngạc nhiên vì tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng thì thửa đất 1017 chưa hình thành, thì làm sao Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Trung có thể chứng thực? Việc ký hợp đồng chuyển nhượng trước khi tiến hành thủ tục tách thửa là hoàn toàn trái với quy định pháp luật thời điểm đó. Theo nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 chỉ rõ, người sử dụng đất cần được cơ quan tài nguyên môi trường thực hiện thủ tục hành chính đối với việc tách thửa trước khi chuyển nhượng một phần diện tích đất. Vậy có nghĩa là ông Sáu phải tiến hành tách thửa trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông Lập thì hợp đồng đó mới có hiệu lực. Nhưng ngày 1 tháng 11 năm 2006, chính quyền huyện Lấp Vò vẫn tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 1017 cho vợ chồng ông Trần Văn Lập. Đến khi phát hiện ra vấn đề, các con ông Sáu đã nhất quyết đòi lại phần đất trên với lý do đây là đất hộ gia đình nên ông Sáu không có quyền tự ý bán. Vụ tranh chấp này đã được Tòa án Nhân dân huyện Lấp Vò thụ lý từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử. Sau bao năm xa quê vất vả mưu sinh, nay các con của ông Sáu chỉ muốn quay trở về nhà tạo lập một cuộc sống ổn định. Nhưng vì những dấu hiệu sai sót không đáng có trong việc cấp giấy tờ của chính quyền huyện Lấp Vò đã đẩy gia đình của bà Loan rơi vào bi kịch mất đất, mất luôn lối đi vào nhà. Phóng viên đã liên hệ xác minh với các cơ quan chuyên môn huyện Lấp Vò để làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết vụ việc vào kỳ sau. We'll be right back.